rồi. À, giống như chú mới rồi hả? Ừ, chú mới đâu vậy chú? Tới bên chỗ cũ. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2020. Hôm nay đặc biệt là Lộc sẽ không lái xe mà sẽ có người khác chở Lộc đi. Người đó là Hồng Loan. Hello. Lâu lắm rồi mới lái xe đó. Nãy giờ lái mà cứ thắng cà giật làm hết hồn nãy giờ đó. Cứ không, nãy không, giờ làm hết hồn. Không có quen chân luôn á. Lâu quá rồi mới lái. Chứ để quý vị nói là chắc Hồng Loan không có biết lái xe thì sao á. Toàn là đi đâu cũng có người chở đó. Đúng rồi, đâu cũng phải có người không chở. Không có đâu, bình thường á thì Lộc cũng bận làm việc á, Hồng Loan cũng lái xe đi hoài à. Nhưng mà thời điểm này thì công việc của Lộc không có nhiều nữa. Cho nên có thời gian chở vợ đi mình phải tranh thủ quá, không chở mình đi chứ. Hôm nay cho nghỉ ngơi một bữa đó. Để ngồi nói chuyện với quý vị cho thoải mái. Chứ nói Hồng Loan lái xe cái Hồng Loan dành nói hết đó quý vị. Vậy cứ cằn nhằn nói vậy đó. Vậy hả? Thì nãy giờ cũng thấy, quý vị cũng thấy rồi đó. Lái xe mà cũng dành nữa chứ đâu có cần phải là không lái xe. Ok, nói đi. Hôm nay thay thế Hồng Loan để mình thông báo tình hình dịch bệnh của ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2020. Ngoài trời đang đổ mưa. Mưa rào, mưa chắc cuối tuần luôn em. Ừ. Đúng không? Ồ, mưa quá trời, quý vị chắc cũng nghe anh tiếng. Cho anh quay ra ngoài cho cái gì? Mọi người thấy cái mưa. Đây, mưa đây. Mình đang trên freeway nè, nhìn trên freeway này nha. Ok. Đó, không thấy rõ ha. Ok nè, đó đang mưa. Mưa nhiều lắm quý vị ơi. Bây giờ là 2:30, 2:30 trưa. Tình hình dịch bệnh của Mỹ là 393.782 case. Wow. Người chết là 12.692 case. Người recover đó là người được chữa bệnh được khỏi là 21.561 case. Trời ơi, tăng dữ vậy em. Mới hôm qua nhớ là có 352.000 mấy à. Vậy mà là coi như là hôm qua mình thông báo là cũng khoảng 2:30 á. Vậy là trong vòng 24 tiếng là tăng bao nhiêu á? 90 mấy? Hơn 40.000 ca. Ôi ôi. Khủng khiếp quá vậy. Ở Mỹ mình vẫn còn đang tăng dữ quá. Hồi sáng hôm nay có nghe news á, thì được biết là ở bên châu Âu á quý vị, thì cái tình hình nó đã bắt đầu nó giảm rồi. Nó không có còn cái lượng tăng nhiều như vậy nữa. Thì châu Âu thì họ cũng bùng phát trước ở bên Mỹ mình. Đó, thì bây giờ là đến cái thời điểm là nó bắt đầu nó giảm cái căn bệnh từ từ. Thì Hồng Loan cũng mong là một ngày rất gần Mỹ của mình cũng sẽ bắt đầu sau cái coi như còn khoảng một tuần nữa đó. Còn một tuần căng thẳng nữa quý vị. Thì hy vọng là nó sẽ sau cái tuần đó nó sẽ giảm xuống. Thì có nghĩa là cầu mong là sau Easter, khoảng gần cái ngày Easter đó, thì ánh sáng cuối đường hầm nó sẽ sáng lên. Lóe sáng lên. Dạ. À, hôm qua có đọc được cái tin đó là ở bên New York đó, cái số lượng người chết đó nhiều quá. Thì bây giờ họ đang kiến nghị là sẽ không có thiêu nữa. Mà bây giờ á, kiến nghị là chôn tập thể. Nghe thấy đau lòng quá ha. Nhưng mà khi mà Hồng Loan đọc vô chi tiết á, thì nó là như vậy nè. Có nghĩa là họ sẽ kiếm một cái công viên nào đó hơi xa một chút đó, và họ đào những cái rãnh. Thì mỗi cái rãnh á, họ sẽ để 10 cái hòm. Nghĩa là chôn riêng từng người xuống, từng cái hòm riêng biệt đàng hoàng. Chôn xong như vậy á, thì cho nó giải quyết cho nó nhanh trong cái tình trạng hiện bây giờ. Rồi sau đó đó, khi mà xong hết dịch, giải quyết xong hết rồi bắt đầu tính tới việc của thân nhân. Thì khi tới lúc đó thân nhân muốn lấy lên, rồi muốn chôn cất lại hay muốn làm sao đó, thì tùy lúc đó người thân nhân sẽ quyết định cái điều đó. Thì Hồng Loan thấy nếu mà làm như vậy thì có lẽ là cũng
cũng được. Chứ mình nghe chôn tập thể là mình hết hồn á. Mình sợ giống như bên Trung Quốc á. Trời ơi, thấy tàn nhẫn quá. Một đào giống như một cái hố như vậy rồi cứ bỏ người ta xuống rồi chôn, hay là thiêu trong một cái hố chung hết, thấy cũng sợ quá đi. Nhưng mà cái này thì mình thấy nó cũng có thể chấp nhận được nếu mà tình trạng nó xấu đi quá. Cái lò thiêu nó không hoạt động nhiều nổi như vậy nữa. Nhưng mà không biết là khi mà họ chôn xong rồi, một thời gian sau mình bóc lên cái con vi khuẩn, con virus nó còn tồn tại hay không? Cái đó cũng là một cái nỗi lo. Tại vì nhiều khi chôn dưới đất rồi vi trùng, vi khuẩn càng ngày nó càng sinh sôi. Mình sợ nên giờ sợ như vậy thôi. Nếu mà thời gian không có lâu thì cái hòm nó vẫn còn. Nó vẫn còn siêu, nó vẫn còn kín lại á. Thì đỡ. Chưa tới thời gian lâu. Nhưng mà không lo nghĩ tới lúc đó thì thời gian nó cũng lâu quá, virus cũng chết hả? Thì em nghĩ chắc chắn là khi mà nếu mà áp dụng cái biện pháp đó thì người ta sẽ nghiên cứu, người ta coi con virus nó tồn tại hay là không. Chứ để tự nhiên rồi khui lên một cái mà bùng phát nữa thì cũng quá nguy hiểm. Nhưng mà em nghĩ chắc không có chuyện đó đâu. Phải người ta phải kiểm tra được kỹ lắm chứ. Trời đang mưa ào ạt ngoài đây mà nãy đi ngang công viên á, người ta vẫn đi bộ, chắc bị mắc mưa. chiều hôm qua cũng vậy nữa. Hồng Lan ăn cơm xong á, cái xong cái chạy bộ đi bộ ra ngoài, tại vì Hồng Lan muốn đi vòng ra ngoài để mình đi một cái vòng lớn, là một lần đi được cỡ khoảng 5 cây số á. Cái Hồng Lan với lại Hiếu mới vừa đi được khoảng cỡ chừng 3 cây số, chưa tới khoảng 2 cây số. Cái trời bắt đầu mưa nặng hạt, cái thôi cái hai đứa phải vòng về, mà vòng về đi chậm rồi mưa quá, chạy quá thì chạy luôn. Không đem theo áo mưa. Chiều nay mà muốn đi bộ là phải đem áo mưa theo. Đây phải đem áo mưa hoặc là đem dù theo nha. À, Lộc có nghe nói là hiện tại giờ đó, cái hãng Tesla đó, cái hãng mà sản xuất xe hơi mà thông minh của Mỹ bây giờ đó, họ ráo riết làm một cái loại máy thở. Một cái loại máy thở đời mới cung cấp cho chính phủ của Mỹ. Thì họ nói là những cái bộ phận mà làm máy thở đó, nó cũng có những cái bộ phận tương tự trong xe hơi của họ. Nên họ lấy ra, họ nghiên cứu và họ làm. Và họ nói rằng là sẽ cho ra trong nay mai. Nhưng mà ngày mà sản xuất thì họ chưa có thông báo. À, 2-3 ngày nay thì người ta cũng xôn xao về vấn đề mà cái ông giám đốc Tesla đó, thì ông chưa, trong lúc mà chờ đợi để sản xuất đó, thì ông có mua 1,000 cái máy thở để mà ông trợ giúp cho y tế của Mỹ. Thì người ta nói là cái máy đó là không có sử dụng được, là bởi vì cái máy đó nó xài theo cái hệ thống kêu là máy cổ á, xài theo hệ thống BPAP gì đó. Cái máy đó thì có 800 đồng một cái thôi, trong khi cái máy thở mà đúng để mà sử dụng là tới 50.000 đô một cái lận. Thì nhưng mà cái máy đó thì người ta điều tra ra được thì cái máy đó là vẫn được FDA approve, và cái máy đó vẫn có thể sử dụng tạm trong thời gian này để giúp cho những người, nhưng mà không phải là bệnh nặng lắm. Có nghĩa là nó vẫn giúp được cho người ta thở được. Nhưng mà nếu mà tình trạng nặng quá thì cái máy đó nó không có đủ sức. Và cái vấn đề thứ hai mà người ta lo nữa đó là cái máy đó mình nó sử dụng á, nếu mà sử dụng từ người này qua người kia thì người ta sợ là nó dễ lây lan bệnh hơn là cái máy hiện đại lúc sau này. Thì vẫn phải sử dụng bởi vì bây giờ thiếu quá, nhưng mà phải rất là kỹ. Đi. Nói quá quên chạy luôn. Nói quá đèn xanh mà quên chạy luôn. Phải nhắc nhở. Bởi vì nói tôi nói gì? Nói là tại tôi lái xe nên tôi nói ít. Cái này đang lái xe cũng nói đâu ít đâu. Tại tranh thủ gần đèn đỏ nên nói okay. Mà. Hôm nay là Lộc với Luân phải đi chợ để mua một số mặt hàng đồ để dự trữ trong tủ lạnh. À, quý vị ơi, nhắc lại lần nữa là ngày 12 tháng 4 là cái ngày mà họ đóng cửa nhiều nơi nha. Chẳng hạn như chợ Búa, Target, Walmart, Costco, Lơ Xem, rồi tất cả các chỗ có thể là bị đóng cửa hết.
hầu như là chợ Mỹ là đóng cửa hết, còn chợ Việt Nam thì Hồng Loan nghĩ là không có đóng, mà phần lớn chợ Mỹ là đóng hết đó quý vị. Thì Hồng Loan nhắc lại sợ nhiều khi mình không có xem cái clip ngày hôm qua đó mình không biết. Có dù không? Dù. Này, có dù. À, đây hên quá, có một cái dù hồng. Mà Lộc mà cầm cái dù hồng mà Lộc đi vô chợ là người ta sẽ nhìn đập dữ lắm. Mình phải lấy khẩu trang mình che, ngụy trang lại. Chữ chìa khóa ha. À, anh chìa khóa. Bây giờ sao? Bây giờ anh ra trước ha. Anh đeo khẩu trang ra trước rồi em qua anh đón em. Rồi. Trang bị quá. Ờ, trang bị đâu quý vị. Nè, cái này nữa nè. Trùm mấy kia ngoài nữa đó. À, thêm một cái này nữa. Cái này để mình bọc ngoài. À. Trời ơi, nhìn cái mặt mình không nhìn ra luôn á. Rồi, đoạn nắng mới lên. Ok, thôi đẹp rồi, tắt đi, được hẹn chưa? Chút để nói chuyện tiếp. Quý vị ơi, nhìn hai vợ chồng mình có tình không? Đi trong mưa đó. Nay định nấu món gì mà mua rau dữ vậy em? À, tính làm bò bía, rồi gỏi cuốn để mình ăn buổi trưa. À. Buổi trưa ăn mấy cái nhẹ nhẹ. Nghe hấp dẫn ha, bò bía gỏi cuốn là hết sảy rồi. Lạp xưởng này cũng vẫn ngon thiệt. Bánh nước, bánh phở áp chảo, hủ tiếu áp chảo. Có nước phở nè, hủ tiếu xào nè. Ồ, mấy cái mặt hàng để đây là đồ tươi, có nghĩa là họ làm trong ngày. Ừ. À, mới đi vòng chợ xong, nay hốt hàng hơi nhiều. Chủ yếu là Hồng Loan hốt rau cải nhiều. Tại vì thịt á, thì thường Hồng Loan hay mua ở chợ Mỹ. Thịt gà, rồi với lại mình mua gà vịt sống hôm qua mới mua nữa. Cho nên nay hốt rau thôi, dự trữ để ăn trong vòng tuần lễ. Mình sẽ không đi ra đường. Và bây giờ thì Hồng Loan phải đi trả nợ nhà băng. Trả tiền credit card, cái tiền mà chợ từ bữa giờ mình phải đi mua đồ ăn dự trữ đó quý vị. Hôm nay tới hẹn rồi phải chạy ra trả tiền chứ không thôi bị phạt. Nó cũng có cái link á, nó cũng kêu mình lên mình có thể mình trên trả chậm hay sao được á, mà Hồng Loan không có vô xem thử. Hồng Loan nghĩ thôi mình cũng còn tạm sống được qua ngày thôi, chừng nào mà cần thiết lắm thì mình mới tìm hiểu tới cái vấn đề đó. Bây giờ là đang chạy tới nhà băng nè để trả tiền, sẵn rồi quay luôn nha. Mỗi lần trả tiền cái máy này cũng hồi hộp lắm, lâu lâu cái nó bị kẹt tiền của mình á. Bởi vậy thôi mình quay luôn đi. Có gì làm bằng chứng trước tòa. Ồ, nó không cho cash payment. Bỏ tiền vô sợ bị... Hay là máy nó mát hoài, bây giờ nó không cho, nó mất công phải vô trong á hả? Ok chị em. Quay, chờ chút. Rồi, xịt vô, rửa tay. Đó, mỗi lần vô là vậy đó quý vị. Rồi cái mặt đeo hằn. Ờ, thấy hả? Ừ. Thấy rõ hả? Thấy hằn. Ờ. Nhưng mà vẫn đẹp. Không sao. Mỗi lần đeo khẩu trang nó đau ha. Mình tưởng tượng mình đeo có chừng 15 phút nửa tiếng à. Có nhiều người ta phải đeo suốt ngày, 24/24. Chỉ có ăn cơm người ta mới mở thôi, ngủ người ta vẫn đeo. Ở trong bệnh viện á, bởi vì... Nó ngồi nghỉ hả? Ừ. Ở trong bệnh viện là phải đeo suốt? Suốt, đeo suốt. Gần đây á, thì chính phủ của Mỹ đó đang ráo riết làm cái mặt nạ N95.
thì cái công ty N95 thường xuyên là nó hay xuất khẩu qua các nước khác, chẳng hạn như Canada và các một số vùng lân cận. Nhưng mà hiện tại giờ thì tổng thống với lại bên chính phủ đó, họ không cho xuất khẩu nữa. Nhiều người ta lên án, nhiều người ta lại khuyến khích, hai cái mặt trái chiều nhau. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ thử coi, mình nghĩ như là một cái gia đình, thì nếu mà trong gia đình mình đang bị bệnh, đang thiếu thốn những cái dụng cụ đó, mình có lấy những cái dụng cụ đó mình bán ra ngoài không? Con cái của mình trong nhà đang cần mà mình không đưa cho con cái mình xài, mình đưa cho người khác xài, quý vị nghĩ có hợp lý không? Thì mình thấy như vậy, ông Tổng thống Trump ổng làm như vậy có nghĩa là ổng giúp đỡ cho nước của ổng, con cái của ổng, cái nơi mà ổng sinh sống, thì là cái đó, cái điều đó quá nhân đạo rồi, cái đó điều đó là đương nhiên rồi, chứ đừng có phải lên án ổng. Tại vì trong tình trạng như vậy khó thể nào mà mình kiếm được cái lượng khẩu trang mà cho hết toàn thế giới được. Bởi vì làm lãnh đạo nhiều khi cũng khổ lắm. Mỗi lần đưa ra cái quyết định gì thì lúc nào cũng có người ủng hộ và có người chống đối. Nhưng mà thì bây giờ tùy theo cái tình hình của đất nước mình mà mình phải lo thôi. Thì mình cũng mong những điều ông đưa ra là nó đúng và nó đáp ứng được và nó giúp được cho nước Mỹ, trước nhất là giúp cho nước Mỹ và giúp cho thế giới. Thì cái nào tốt nhất là mong là sự lựa chọn của ông là đúng, cũng như là cái phương pháp trị bệnh mà thuốc sốt rét của ông đưa ra thì Hồng Loan thấy nó rất là khả quan. Một số người là tự vì sử dụng không có đúng rồi sử dụng bậy bạ cho nên đưa đến gây cái chết, thì cái đó là không phải là cái lỗi của cái người mình kiến nghị đưa ra cái thuốc đó. Người ta chỉ nói là tạm thời sử dụng được trong lúc chưa có thuốc trị thôi đó. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề đó. Một cái chuyện mà Hồng Loan thấy một cái điều cũng đáng buồn hiện nay cho những vị bác sĩ cũng như y tá mà ở New York của quý vị, có những cái nơi khu dân cư á, khi mà họ biết cái người bác sĩ đó, người y tá đó mà làm việc trong cái bệnh viện mà trị bệnh cho COVID-19 á, thì nguyên cái khu vực đó đó, nguyên cái khu mà thường ở New York họ ở apartment nhiều, là họ không cho những người đó vô ở luôn á quý vị. Có một cái ông bác sĩ, ổng ở New Hampshire gì á, ổng đi làm thì ổng được tin nhắn của anh, ổng nói là ở đây người ta kiến nghị là không có cho em ở. Thì lúc mà ổng đang làm việc rất là mệt mà ổng nhận được cái tin đó, ông anh nói là giống như là ông anh đã năn nỉ hết lời luôn, nhưng họ không cho vì bảo vệ cho cái sức khỏe của cái khu phố đó. Đó, rồi á, ông phải đi khắp nơi để mà, ông đi làm mệt rồi mà còn phải đi khắp nơi để tìm cái nơi để mà cho mình nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc mà cũng không có. Vấn đề quá là căng thẳng. Thì ở bên New York nó có một cái khách sạn là nó dành cho những cái người nhân viên đó đó, nhưng mà bây giờ khách sạn nó cũng không còn chỗ nữa, cho nên những cái vấn đề đó cũng rất là tội nghiệp cho những người y tá bác sĩ ở bên New York hiện tại bây giờ. Nói tới đường phố thì Lộc có một người bạn gửi cho mấy tấm hình ở Los Angeles của ngày nay, đường phố giống như là trong cái phim giả tưởng, khoa học giả tưởng đó. Nó vắng lặng, trời đất ơi, coi như không một bóng người, đường thì không một chiếc xe chạy, hai bên đường thì đóng cửa hết. Mình coi mấy cái phim mà khoa học giả tưởng đó, mình cứ nghĩ là ôi cái chuyện này chắc là đã giả tưởng rồi thì không bao giờ có sự thật. Mà bây giờ mình nhìn trên đường phố nào, quý vị nhìn đi,
Đó, cũng nhờ lúc cái thời gian sau này mà người ta ở nhà đó, cho nên lúc trước dự báo là cỡ 6.000 người sẽ chết ở California, nhưng mà cho tính cho tới hôm nay là chỉ có 300+ người thôi. Bởi vậy đây là một tín hiệu mừng cho California của mình. Coi như là bây giờ ở nước Mỹ là hầu hết khắp cả nước Mỹ là đã thông báo là con của chúng ta đó là nghỉ luôn cho tới hè luôn. Tới ngày nghỉ hè luôn, có nghĩa là tháng 9 sẽ bắt đầu nhập học lại. Thì mọi người cũng lo lắng cái vấn đề không biết con cái sẽ học như thế nào. Thì tất cả các trường học cũng đang cố gắng mà làm cái chương trình mà distance learning để cho con mình học online đó. Thì bé Gia Linh Hồng Loan mới học lớp 2 thôi thì cũng đã đưa ra nhiều chương trình để học online. Rồi tội nghiệp lắm, cô giáo phải lo những cái sách vở. Rồi ngày mai nè là cô giáo sẽ đi từng nhà, cô giáo đưa cho từng người luôn đó. Quý vị, Hồng Loan mới được nhận được email của cô giáo gửi hôm nay. Cô nói ngày mai cô sẽ đưa sách đến từng nhà và cô gọi cho mình để mình ra mình lấy. Cô sẽ để trước nhà rồi mình ra mình lấy. Và tất cả phụ huynh mình cũng rất là lo lắng. Thì đây là một cái hình ảnh của một cậu bé. Người ta nói là sau dịch là con mình sẽ làm toán nó sẽ giỏi như này nè. Quý vị coi nha. Hai con học lớp mấy rồi? Lớp 4. 50 trừ 1 bằng mấy? 50 trừ 1 bằng 5. Bằng 5 đúng không? Chính xác, mày giỏi. 70 trừ 10 bằng mấy? Bằng 100. Bằng 100. 7 trừ 15 bằng mấy? Bằng 30. Còn 49 trừ 20 còn nhiêu? 49 trừ 20 còn mấy mươi? 11 trừ cho 10 bằng mấy? 11 trừ cho 10 bằng 11. Hỏi ảnh ở cộng trừ gì đó là ảnh nói trót quớt hết trơn vậy đó. Mà mình coi mình mất cười. Mình vừa mất cười mà mình vừa thấy tội nghiệp. Mình tưởng tượng nếu mà trong cái thời gian này mà không có được học online, mà mình không có nhắc nhở con mà học thì chắc là nó nghỉ bao lâu? Từ tháng 3 cho tới tháng 9 là nghỉ 6 tháng trời. Chắc là quên hết. Quên hết rồi. Nhìn thằng nhỏ này cái mặt tội nghiệp dễ sợ mặt. Mà anh cộng trừ gì, anh nói trớt quớt, anh nói không gì hay gì hết trơn. Giỏi. Có một cái tin mừng cho cái người bên Việt Nam. Chính phủ thì mình không biết, nhưng mà những người hảo tâm đó, họ thường làm những cái buổi cơm mà cơm miễn phí cho những người mà không có khả năng, coi như nghèo, người bán vé số, những người mà buôn gánh bán bưng, thì họ có thể ghé sắp hàng và lấy những cái phần cơm ăn sáng, trưa, tối. Rất là nhân đạo. Ở bên Việt Nam hả? Ừ. Cái đó là của những người mạnh thường quân, người ta hỗ trợ, người ta giúp nhiều lắm. Với lại đặc biệt là Hồng Loan thấy có một cái máy ATM, mà chúng ta từng thấy cái máy ATM đó là chỉ là để rút tiền thôi ha, nhưng mà đặc biệt cái máy ATM này là rút gạo. Nhà trước cái máy là có để khoảng cách đàng hoàng, khoảng cách đứng cách nhau 2 mét đàng hoàng ha. Rồi mỗi người khi mà bấm nút là nó ra đúng 1,5 kg gạo thôi quý vị. Cái này được cũng hay quá ha. Cái máy ATM này giống như mấy cái máy mà xây gì đó, bê tông cốt thép vậy đó hả? Nó giống như cái thùng phi vậy đó. Nhưng mà họ bỏ gạo vô trỏng, rồi khi mà bấm nút thì nó xoay nó rớt gạo xuống cho mọi người đựng 1,5 kg. Thì người ta đem về, người ta nấu cơm cho gia đình ta ăn. Thì qua cũng quá là hay. Quá là quý luôn. Quá là quý. Bây giờ bên Mỹ mình nhiều khi đi kiếm chỗ mua gạo mình kiếm cũng không có nữa ha quý vị. Rất là hay, ai mà nghĩ ra cái ý tưởng này cũng rất là thông minh. Rất là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, những người mà luôn có tấm lòng từ thiện giúp đỡ cho tất cả mọi người. Rất là cảm ơn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái lúc này là chúng ta mới thấy là những cái đó là một những cái điều rất là đáng quý, rất là cần thiết, những cái tấm lòng như vậy trong cái thời điểm này. Thôi ngày hôm nay là mưa, Cali mưa tầm tã, cũng chia sẻ với quý vị một chút hình ảnh của ở Orange County ngày hôm nay. Hôm qua có người giới thiệu Hồng Loan cái phim mà Train in Busan, thì Hồng Loan và Lộc có coi. Nó hay lắm. Nhưng mà nó hơi kinh dị. Máu me. Khúc đầu nó hơi kinh dị nhưng mà càng về sau nó càng hay. Nó nói về cái cuộc mà khủng hoảng vì cái con virus đó, thì đương nhiên phim thì họ làm nó hơi quá đáng là thành ra những con
con zombie đó, nhưng mà cuối cùng nó lại nói về cái tình người, nó đưa cao cái tính nhân văn rất là cao về tình giữa con người với nhau. À, quý vị có thời gian thì hãy xem, nhưng mà nếu mà ai mà sợ mà kinh dị quá thì đừng nên xem. Coi một mắt thôi. Giống như Gia Linh cũng ngồi coi, coi xong mỗi lần tới mà đoạn mà máu me thì cầm cái khăn cái mền nó che lên. Xong chưa mẹ, xong chưa ba, xong chưa rồi bỏ xuống nó coi tiếp. Mà chị đoán chị biết trước, mỗi lần mà chị thấy cái gì rùng rợn là chị che trước rồi, cho nên chị không thấy gì kinh dị á, nó chỉ nghe không à. Rồi chia sẻ cái quý vị một chút, trong những ngày mà chúng ta bị chồn chân ở trong nhà, và tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại lần sau ha. Bye.